Chào tất cả anh em. Hôm nay mình mới về được con bông lai 2 dòng gách bay mã palladium vân kim cương, tình trạng là lai new full book nha, rất là mới nha, như mới luôn á. Con này mã palladium nha, mã bạch kim chứ không phải mã bạc nha, rất là sáng bóng. Anh em mua hàng vui lòng xem thật kỹ video giúp mình nha. Đẹp không tì vết luôn á. Cái dòng gách bay này thì nó sẽ lùng hơn cái dòng lai 2 bình thường một chút xíu nha. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để cái phần mô tả nha. Con này còn đầy đủ hộp trong hộp ngoài luôn nha. Hộp ngoài của nó nè, có như mới luôn á. Rồi mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.